Bây giờ qua cơm áo gạo tiền này là quý vị ơi. Vâng, đây nhà tài trợ chính nha mọi người, nhà tài trợ Bạch Kim Kim Cương, đó chính là Hương Giang Hồ. Số tiền nó lên tới 10 tỷ trở lên như vậy á, em đầu tư lớn như vậy để làm gì, và những cái dấu ấn quan trọng của em trong năm 2020 sắp tới em muốn khẳng định như thế nào để cho các anh chị em nhà báo và tất cả các bạn fan một có thể hiểu thêm về những gì đang diễn ra trong tâm trí của một cô gái nhỏ được không? Có MV Cánh Hoa Tổn Thương để làm gì ạ? Để đánh dấu một năm vừa qua em đã hoạt động nghệ thuật, em nghĩ là một cách cực kỳ là chăm chỉ luôn ấy ạ. Và không những là ngoại trừ việc mình chăm chỉ mà mình còn có rất là nhiều những cái giải thưởng đến với mình. Và cái việc mà mình có giải thưởng rồi, mình đã có một vị trí rồi, thì cái việc mà mình cần phải gọi là có những cái sản phẩm nó phải xứng đáng với cái vị trí mà mình đang đứng, thì đó là lý do vì sao mà em phải cố gắng từng ngày để có thể làm ra được cái MV Cánh Hoa Tổn Thương này. Và với Cánh Hoa Tổn Thương thì nó không chỉ, đấy, giống như em nói, không chỉ là một cái MV ca nhạc mà còn là tiền đề cho cả một năm 2020 với những gì mà Hoàng Yến Chibi đang muốn gửi gắm đến cho tất cả quý vị khán giả. Không chỉ là những nhân vật, không chỉ là những bài hát, mà còn có thể là có những bộ phim nữa, có thể là có những... Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà nói chung là ước mơ thì ai cũng có thể có ước mơ lớn đúng không ạ? Còn cái việc mà có thể thực hiện nó đến đâu thì còn tùy thuộc vào bản thân mình có tin là mình có thể làm được hay không đã. Và em thì được cái trộm vía khá là lạc quan, nên đâm ra là em thì luôn luôn tin rằng là tất cả những cái gì mà em làm thì em không bao giờ hối hận, dù nó có thành công hay là thất bại. Thế nên là em mong là trong năm 2020 này thì tất cả các anh chị nhà báo, các anh chị báo chí, cũng như là các bạn fan, cũng như là các anh chị trong nghề sẽ cố gắng giúp đỡ, support em để cho năm sau. Em cũng 25, 26 tuổi rồi, chỉ còn 4 năm nữa thôi là mẹ cho em lấy chồng rồi. Nên đâm ra là em sẽ chỉ còn 4 năm nữa thôi, em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể gọi là sao ta, để sau này khi mà mình về già, mình ngẫm lại cái khoảng thời gian 20 đến 30 tuổi mình đã làm được rất nhiều thứ, mình có nhiều giải thưởng, mình có tất cả. Nói chung là mình không hối hận. Cảm ơn tâm sự của Vi. Dạ, em cảm ơn. Alo. Lời đầu tiên thì anh xin chúc em cái MV được thành công. Dạ, cảm ơn anh. MV này thì gần như đề về ai cũng thích cái MV này hết. Nhưng mà anh sẽ không hỏi em, cho anh hỏi cái người mà rất là quan trọng ở đây. Xin mời cho hỏi mẹ của chị. Dạ, em mời chị Hương lên sân khấu luôn được không ạ? Chị Giang, dạ. Chị Giang. Chị Hương Giang Hồ. Giang Hồ. Ê, làm sao? Dạ, bây giờ qua cơm áo gạo tiền này là quý vị ơi. Vâng, đây nhà tài trợ chính nha mọi người, nhà tài trợ Bạch Kim Kim Cương, đó chính là Hương Giang Hồ, mẹ của em. Đã quá lâu rồi, rất là nhiều thời gian mà em không có ra MV. Đó là em lấy cái lý do đó là, đấy mẹ thấy ông, nguyên một năm vừa qua là con chỉ có đi đóng phim này, đóng quảng cáo này, rồi đóng đi event, rồi đi hát, kiếm tiền không à? Nên năm ra là bây giờ mẹ phải cho con tiền, con làm một cái MV này, con hứa cái này mà làm không được thì con làm tiếp cái khác, nhưng mà ít tiền hơn thôi chứ con không dám làm nhiều hơn nữa. Thế mẹ em bảo tao suy nghĩ đã. Thế xong rồi em mới nhắn tin cho anh Đạt, em bảo là anh phải tư tưởng dùm em đi. Thế anh Đạt cũng tư tưởng luôn, anh Đạt bảo lần này Yến tâm huyết lắm, quyết tâm lắm cô ạ. Thế cô cũng quyết luôn. Thế ngay ngày hôm sau mẹ em đăng tin bán nhà, mọi người thấy không? Đăng tin bán nhà ngay lập tức. Thật á? Thật. Là cho MV này á? Đúng ạ. Thì nói chung là thì đấy, thì khi mà mọi người nói em rằng là kiểu để Yến đi làm mà để làm gì, tích cóp rồi để mua nhà. Đấy, mua nhà xong rồi đến cái lúc mà em cần để làm gì? Để bán nhà. Đó, là để làm MV. Đó, em thấy là mẹ em có một cái cách làm việc rất là tốt, rất là khoa học. Và em thì em cảm thấy cái điều này ok, em đi theo được.
Trời ơi, cô nói về chuyện đầu tư vậy như chơi cờ tỷ phú vậy đó, mua nhà rồi bán nhà rồi mua lô đất gì đó. Đây được rồi, đây đây. Dạ, anh muốn hỏi gì anh? À, chào chị. À, ngoài cái tình mẹ con thì cái vấn đề đầu tư về cái vấn đề những cái sản phẩm gì cho con gái mình thì đối với một người mẹ hay là một người cha đều rất là bình thường. Nhưng ở đây em muốn chị có thể chia sẻ thật lòng là tại sao chị tin tưởng hay là chị nhìn cái sản phẩm này như thế nào mà chị dám chấp nhận bán nhà để mà đầu tư cho em đó. Và tại sao chị lại không phải là vấn đề là con xin mình cái gì mình vẫn cho, mà tại sao Hoàng Yến TV xin chị đầu tư cái MV này, chị đồng ý, chị có thể chia sẻ hơn chuyện đó. Rồi, câu hai câu hỏi trước. Cảm ơn bạn đã lên cái câu hỏi. Tại vì thực sự ra mình là cũng không phải là cái người đứng trước công chúng nên là cũng hơi run. Khi mà mình là mẹ thì bao giờ cũng muốn con cái mình có những cái tốt nhất và có những cái mà tức là tỏa sáng nhất. Đấy, thì khi mà Yến với cả Huy với cả Đạt có đặt vấn đề là làm một cái MV này thì thực sự ra là bao giờ cũng chỉ cho khoảng khoảng đó thôi. Chị đấy xong bắt đầu lên dần đấy, chứ không thể nào mà khi mà bạn ấy bảo là đưa cho từng ngày một cái thì sẽ là ok làm đi, không bao giờ có cái chuyện đấy mà sẽ là từ đấy sau lên đến đỉnh điểm. Thế thì khi các bạn ấy đưa ra một cái ý tưởng thì đấy rất là hay, thực sự ra rất là hay. Và cái thứ hai nữa là cái năm nay là một cái năm mà cũng tương đối thành công đối với cả Yến, có tất cả những cái giải thưởng và có những cái bộ phim mà ra mắt. Thế thì nên là cũng muốn rằng là đây là một cái bài hát và đây là một cái MV để tri ân tới tất cả mọi người, nên là mẹ sẵn sàng đầu tư cho con gái. Cảm ơn chị Hương Giang Hồ. Dạ, cho em hỏi anh chị Gia Báo có câu hỏi nào dành cho Chi Vi không ạ? À? Dạ, mời bạn. Nhóm Ngựa Hoa ơi. Dạ, xin chào chị Thảo, xin chào con Tú Quỳnh. Hai bạn hôm nay đến đây ủng hộ cho Chi Vi Hoàng Yến. Người bạn hiểu phương năm nào mà chúng ta đã giành được rất nhiều những giải thưởng xuất sắc từ phim Tháng Năm Rực Rỡ rồi. Và bên cạnh đó thì bạn ấy đã tâm huyết để mà ra MV Cánh Hoa Tổn Thương. Các bạn sẽ nói gì với Hiểu Phương? Chào mọi người. Thật ra thì Quỳnh là một người bạn rất là thân với Yến. Thì thấy một năm vừa qua Yến rất là thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Và không ngờ thì trước có nói chuyện với Yến thì không ngờ là Quỳnh nghĩ là Yến sẽ chơi lớn trong MV này, nhưng mà khi mà thật sự mà đến đây ngồi đây khi mà xem xong cho đến tận bây giờ thì nó quá. Khi mà nghe Yến nói là Yến bán luôn âm nhạc thì Quỳnh cảm thấy là trời ơi, nó còn quá hơn cái mức tưởng tượng của Quỳnh nữa. Và thật sự là trước đây Quỳnh đã rất là thương, rất là khâm phục Yến. Và hôm nay Quỳnh nghĩ là cái sự thương và sự khâm phục nó phải nhân lên thêm mấy lần nữa. Và Quỳnh nghĩ là chắc là không chỉ riêng Quỳnh mà tất cả mọi người ở đây cũng như là khán giả lần này phải ủng hộ và share cho Yến, ủng hộ Yến thiệt là nhiều hơn nữa nha mọi người. Cảm ơn Quỳnh. Thảo ơi, Thảo có suy nghĩ gì sau khi xem và sau khi nghe chia sẻ của mọi người? Em xin chào mọi người ạ. Tại thực ra thì nói về cái sự hoành tráng và đầu tư trong MV thì tất cả mọi người đã nói rồi. Em thì em cũng có góp một chút xíu, một cái tay nhỏ xíu ở trong đó thì đúng nghĩa là tổn thương, em là người tổn thương ấy. Chị cũng tổn thương tại vì một cái MV hành tráng như vậy mà em không mời chị. À mọi người ơi, em đã mời rồi nha, em đã mời Khổng Tú Quỳnh nhưng mà không hề mời chị luôn. Không, tại vì như này em biết chắc chắn ngày hôm đấy là chị Quỳnh bận. Em biết rồi, chứ không là em cũng sẽ mời chị. Thế chị nghĩ sao? Chị nghĩ là cái nhóm Ngựa Hoa của chúng ta không chiếm được spotlight hả? Rồi, đây là chương trình một tiếng kể hết luôn. Dạ. Nhưng mà chị Quỳnh phải cảm thấy hạnh phúc khi mà không... Chị không mời. Đúng rồi. Tại vì sao không? Tại vì sao? Tại vì là
khi mà em biết là em sẽ đóng vai Camel thì chị nói là có Soho đó, đi đóng cho vui không? Ok vui thì đi. Xong rồi em bảo là em đóng vai gì á, bí mật em không nên biết. Thì đến tới khi đến ngồi tràm luôn, em hỏi thì anh Lạc nói là em đóng vai mỹ nữ. Mọi người thấy rồi đó, có giống mỹ nữ không? Làm bà cô để nửa mặt giấu trong cái con cắn đó hả? Dạ, một phải là mỹ nữ rồi. Và em chỉ quay hình như là 2 tiếng là em đã quay xong cái vai của em rồi. Và suốt ngày hôm đó em phải ở lại để em chứng kiến cảnh Soho và Yến tình tứ. Và Yến nói rằng là Yến với Soho đẹp đôi hơn. Em không còn gì để nói. Sao Soho, em có gì để nói không? Lời đầu tiên là xin chào tất cả các bạn khán giả đã có mặt tại đây. Hồi nãy em nói gì vậy ta? Em Soho với Yến đẹp. Anh không nhớ ngày hôm đó là em nói là anh bóp chân cho em đi. Anh không, anh qua bên Yến. Anh đi với Yến. Nói chung cái này là mọi người phải xem behind the scene lại. Nên thì nói chung mà chụp vi thì mọi người sẽ thấy cũng có dấu hiệu đẹp đôi. Cái gì? MV. Ủa cái MV này chưa đủ tổn thương hả? Dạ em nghĩ là chắc không. Thật sự thì còn rất là nhiều hình ảnh vẫn được chưa tung ra như lời của Hoàng Yến đã vừa nói. Thảo ơi yên tâm, ý là cái này là chưa tổn thương đâu, sắp tới mới có. Ý là như vậy dạ. Cho nên là MV này em không share nhé. Cảm ơn chút. Dạ, xin mời quan điểm của các anh chị nhà báo. Các anh chị đã lắng nghe câu chuyện nãy giờ sương sương của tụi em nè. Kể khổ cũng có nè, vui vẻ cũng có nè, cà khịa cũng có nè, tình thân chị em ở đây cũng nhiều. Nhưng bây giờ thì anh chị nhà báo có chỉ giáo gì cho Chibi và cũng như là câu hỏi thì xin mời anh chị có thể giơ tay để tụi em có thể chuyển mic về phía anh chị được.